Đây là hàng hóa và cụ thể là hành, hành tươi. Chúng tôi chuẩn bị xuất sang Nhật Bản. Hiện bây giờ là những gói hàng đã đủ quy cách theo quy định và được kiểm tra và giám sát rất là chặt chẽ trước khi đóng gói cho lên xe. Các bạn thân mến,